Xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Xin gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Ukraine gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây. Pháo phòng không tự hành Shepard trở thành khắc tinh UAV cảm tử shahed 136 của Nga. Ukraine tung đòn đáp trả, dồn dập tấn công lưới điện Nga trận địa pháo và điểm tiếp tế quân sự của Nga ở mặt trận miền Nam bị Ukraine thiêu rụi. Đột phá gần Bakhmut, quân đội Ukraine ồ vượt qua tuyến đường sát siết gọng kim. 15.000 quân Nga trên đà bị tiêu diệt. Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Ukraine gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây Thưa quý vị, quan chức Ukraine phàn nàn rằng phương Tây hiện không có một bức tranh rõ ràng về việc chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc như thế nào. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ngày 29 tháng 9, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov nói rằng Mỹ và các đồng minh nhiều lần tuyên bố sẽ sát cánh cùng Kiev đến chừng nào cần thiết. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine cho biết các nước phương Tây ủng hộ Kiev chưa bao giờ xác định việc sát cánh đó sẽ diễn ra cho đến khi Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến xâm lược của Nga. Ông Danilov nói, không ai có thể trả lời rõ ràng chiến thắng của chúng tôi có ý nghĩa gì họ nói với chúng tôi chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn cho đến khi và tôi chưa bao giờ nghe họ nói từ chiến thắng họ chỉ nói cho đến khi các bạn chọn tự đưa ra quyết định theo ông danilov kiev cần biết liệu phương tây có sát cánh cùng ukraine cho đến khi nước này chiến thắng trong cuộc xung đột hay không hay sự ủng hộ của họ sẽ dừng lại sau khoảng thời gian nhất định Bình luận của người đứng đầu cơ quan an ninh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko thừa nhận số quốc gia sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Kiev ngày càng ít đi và có nhiều câu hỏi về việc liệu người nộp thuế ở các quốc gia đó sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho chúng tôi bao nhiêu. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đầu tuần này tuyên bố lầu năm góc chỉ có thể hỗ trợ Kiev trong vài tuần nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật viện trợ mới. Phát biểu của ông John Kirby được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa phản đối yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về việc cấp thêm 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và đe dọa đóng cửa chính phủ trừ khi quỹ dành cho Kiev bị loại khỏi dự luật viện trợ mới nhất của chính phủ. Tuy nhiên, Hạ viện Mỹ đã tìm cách phê duyệt khoản viện trợ mới trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine vào ngày 28 tháng 9, dù hơn một nửa thành viên đảng Cộng hòa phản đối động thái này. Thủ tướng Ba Ma Lan Master Morawiecki vào hôm 20 tháng 9 bất ngờ tuyên bố nước này sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine để tập trung trang bị cho quân đội của mình. Cho đến gần đây, Ba Lan vẫn là một trong những đồng minh ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí như xe tăng T-72, Leopard, xe bọc thép, máy bay chiến đấu, lựu pháo, đạn dược. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Economist rằng ông cảm nhận được sự ủng hộ ngày càng giảm từ các nhà lãnh đạo phương Tây. Ông cảnh báo vì các nước không ủng hộ Ukraine đồng nghĩa với việc đứng về phía Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo các chính phủ phương Tây rằng họ có thể thua trong cuộc bầu cử và gặp rắc rối từ những người tị nạn Ukraine nếu không tiếp tục hỗ trợ Kiev. Bất cứ gián đoạn nào trong hoạt động viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ gây bất lợi cho Kiev ở thời điểm quân đội nước này đang nỗ lực phản công. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã rót viện trợ quân sự đáng kể cho chính quyền Kiev. Mỹ cho đến nay vẫn là nước viện trợ nhiều nhất. Pháo phòng không tự hành Jebat trở thành khắc tinh UAV cảm tử Shahed-136 của Nga. Quý vị thân mến, mặc dù pháo phòng không tự hành Jebat ra đời từ thập niên 1970, nhưng nó vẫn là vũ khí tối cần thiết khi chống lại máy bay không người lái. Bất chấp lo ngại về việc pháo phòng không tự hành Jebat đã ngừng hoạt động trong lục quân Đức từ lâu, vũ khí này vẫn tìm được chỗ đứng của mình khi cho thấy hiệu quả rất cao trong việc chống lại máy bay không người lái cảm tử Shahed 136, đồng thời chứng tỏ khả năng đánh chặn tên lửa hành trình. Đồng thời chỉ cần vài viên đạn là tổ hợp Gepard đã có thể hạ máy bay không người lái giá rẻ của Nga. Đây là điều cực kỳ quan trọng, bởi cuộc chiến dự báo sẽ còn lâu dài và mọi nguồn lực phải được tiết kiệm. Báo chí Ukraine mới đây đã công bố một cuộc phỏng vấn với các binh sĩ trực tiếp vận hành pháo phòng không tự hành Gepard do Đức sản xuất trong đó họ đã kể lại chi tiết về một trong các tình huống chiến đấu. Như xạ thủ với biệt danh Tom kể lại, khi ta chiến, tổ lái sẽ nhận được thông tin về hướng bay của mục tiêu để tiến hành đánh chặn chúng. Đồng thời cần lưu ý rằng tầm bắn của pháo tự động 35 ly với loại đạn phòng không tiêu chuẩn lên tới 3,5 km và cự ly 5,5 km là khi đối đầu với mục tiêu mặt đất. Bên cạnh đó mặc dù có vẻ ngoài được cho là cổ xưa, nhưng các thông số của trạm radar MPDR-12 do Siemens sản xuất có chất lượng thực sự tốt. Khí tài này có tầm quan sát lên tới 15 km, đồng thời có độ phân giải cực cao, giúp phân biệt đối tượng là máy bay không người lái, tên lửa hành trình hay là trực thăng. Ngoài ra hãy nhớ rằng JPAD đã cài đặt một máy tính đường đạn. Nó tự thực hiện quyết định bắn căn cứ và thông số chuyến bay của mục tiêu, hệ thống kiểm soát hỏa lực nhập dữ liệu từ radar theo dõi và máy đo khoảng cách laser phiên bản B2L được lắp đặt phía trước pháo chính. Trên bản nâng cấp, những tính toán này được bổ sung thêm tốc độ bay của đạn, thông qua những cảm biến đặc trưng được lắp đặt trên nòng pháo. Tất cả những điều này giải thích vì sao rất nhiều máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Nga đã bị pháo phòng không tự hành Zepard bắn hạ. Ukraine tung đòn đáp trả, dùng dập tấn công lưới điện Nga. Quý vị thân mến, thống đốc Alexander Bogomas thông báo, một trạm biến áp điện ở vùng Bryansk của Nga đã bị tấn công vào sáng ngày 30 tháng 9, gây mất điện tại một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 20 km về phía bắc. Do cuộc tấn công của các đối tượng khủng bố Ukraine ở làng Poga, nguồn điện đã bị gián đoạn. Ông Bogomas viết trên Telegram lúc 1 giờ theo giờ địa phương, đồng thời cho biết không có thương vong sau vụ việc và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã làm việc tại hiện trường. Quan chức Nga không chia sẻ thêm thông tin chi tiết về vụ việc hoặc xác nhận liệu vụ tấn công có phải do máy bay không người lái UAV gây ra hay không. Một số kênh Telegram của Nga đưa tin vụ tấn công do UAV thực hiện và công bố video được cho là trạm điện bị bốc cháy. Một ngày trước đó, quân đội Nga cũng chặn 10 UAV ở khu vực Kursk lân cận. Giới chức Nga xác nhận tại làng Belaya, cách biên giới chưa đầy 25 km, UAV của Ukraine đã thả hai thiết bị nổ xuống một trạm biến áp. Vụ tấn công khiến một máy biến áp bốc cháy gây mất điện cục bộ. Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa bình luận về các vụ tấn công được cho là nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Các khu vực biên giới của Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod cũng như Crimea và Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của UAV kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức Nga cũng cáo buộc Kiev đứng sau các hành động phá hoại nhằm vào các cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm lưới điện, gia tăng gần đây sau các cuộc tập kích tương tự của Moscow vào cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng năng lượng của Kiev. Nga ngày 21 tháng 9 đã tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine. Đây là cuộc tấn công tên lửa lớn nhất của Nga vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong nhiều tuần. Năm khu vực ở miền Tây, miền Trung và miền Đông Ukraine đã bị cắt điện. Vào mùa đông năm ngoái, các cuộc không kết nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine cũng đã khiến hàng triệu người sống trong cảnh mất điện trên diện rộng trong cái thời tiết giá lạnh. Theo Reuters, Gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái, khi Moscow tấn công các nhà máy điện và máy biến thế bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Mối đe dọa từ các trận tập kích của Nga vào lưới điện Ukraine vẫn nghiêm trọng sau khi xuất hiện thông tin là Moscow đã thành lập các cơ sở riêng để sản xuất máy bay không người lái tấn công dựa trên mẫu Shahed-136. Vadim Skibitsky, một quan chức tình báo Ukraine, cho biết Moscow có thể bắt đầu sử dụng thêm các UAV Shahed cùng với tên lửa để gây nhiễu lực lượng phòng không Ukraine bằng cách khai hỏa một loạt mục tiêu. Ông Skibitsky dự đoán các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể bắt đầu vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Trận địa pháo và điểm tiếp tế quân sự của Nga ở mặt trận miền Nam bị Ukraine thiêu rụi Thưa quý vị, theo dịch vụ báo chí của lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine, lực lượng phòng thủ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Trong ngày qua, 18 kẻ chiếm đóng đã bị loại bỏ, 6 khẩu pháo tự hành trong tư thế khai hỏa, hai chiếc thuyền trinh sát và 3 điểm tiếp tế quân sự của quân xâm lược cũng bị phá hủy. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn loại bỏ một máy bay không người lái trinh sát Supercam có sải cánh dài hơn 3 mét. Theo cơ quan báo chí, tình hình tác chiến trên khu vực của lực lượng phòng vệ phía Nam vẫn ngày càng căng thẳng, không có sự thay đổi mạnh mẽ nào về điều kiện, thành phần và bản chất của lực lượng địch, cũng như không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy chúng hình thành các nhóm tấn công. Cuộc phản pháo vẫn tiếp tục, địch tiếp tục tích cực sử dụng không quân chiến thuật, tuyên bố cho biết. Điều đáng chú ý là Liên bang Nga đã mất 20 tàu thuyền và 6.409 hệ thống pháo binh kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, thêm 340 quân chiếm đóng và rất nhiều vũ khí của đối phương, trong đó có 34 hệ thống pháo binh đã bị tiêu diệt trên đất của Ukraine trong ngày qua. Đột phá gần Bakhmut, quân đội Ukraine ồ vừa qua tuyến đường sắt, siết gọng kìm, 15.000 quân Nga trên đà bị tiêu diệt. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công vào các vị trí của Nga ở biên giới vùng Zabrychia và Donetsk và cũng đang tiến gần Bakhmut. Như đã nêu trong một thông cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng phòng vệ hiện đã tiến vào lãnh thổ Andripka và Klitschipka. Quân đội Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công gần Bakhmut, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết. Chỉ huy lữ đoàn tấn công trên không số 5 của Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine gần đây đã tiến xa hơn Anchipka cách Bakhmut 10 km về phía tây nam và Klitschipka cách Bakhmut 7 km về phía tây nam. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine gần Klitschipka. Một mi blogger người Nga tuyên bố rằng, lực lượng Ukraine đã tấn công gần tuyến đường sắt phía đông Anchipka, và một số vị trí do Nga nắm giữ trước đây gần Andripka hiện đang bị tranh chấp. Các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã thành công trong việc vượt qua tuyến đường sắt ở một số nơi cùng lúc theo hướng bắc mút của mặt trận, bao gồm cả các khu định cư tiếp giáp với Klitschipka và Andripka. Các nhóm tiên phong đã nhận được quân tiếp viện đang phát triển cuộc tấn công. Các binh sĩ quân đội Ukraine báo cáo điều này từ tiền tuyến. Bakmolsky Balu cho biết những trận chiến khốc liệt trên khu vực nóng nhất của mặt trận vùng Donetsk. Theo họ, lực lượng vũ trang Ukraine đang có bước tiến thu hoạch vụ mùa tù binh chiến tranh Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào hôm 28 tháng 9 báo cáo lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công gần Hryhorivka, cách Bắc Mút 9 km về phía tây bắc, Krychivka và Andriivka. Giám đốc phòng kế hoạch của Tổng cục Vệ binh Quốc gia Ukraine Đại tá Mykola Ushalovic tuyên bố rằng quân đội Nga đang tăng cường đơn vị tiên tiến để ngăn chặn những bước tiến tiếp theo của Ukraine trên hướng Bắc Mút. Ukraine đang cầm chân một lực lượng dự bị mới thành lập của Nga gần Bắc Mút và tin tưởng đơn vị 15.000 quân này sẽ bị tiêu diệt. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine cho biết, Kirillo Budanov nói với The Warzone rằng Ukraine đang chốt chặn lực lượng Nga ở Bắc Bakhmut để ngăn họ triển khai đến các trục khác nơi cuộc phản công của họ đang tiến về phía trước. Ông nói, người Nga gần đây đã tái triển khai lực lượng dự bị duy nhất của họ, tập đoàn quân 25, lực lượng này mới được thành lập và chưa hoàn thành. Bây giờ, nó được triển khai lại về phía bắc Bắc Bakhmut và đó sẽ là nơi nó sẽ bị chôn cất. Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 25 – đã được thành lập vào mùa hè này trong một động thái hiếm hoi của quân đội Nga, vốn hiếm khi thành lập các tổ chức mới trong suốt cuộc xung đột. Đơn vị này bất ngờ được triển khai ra tiền tuyến, bất chấp việc các binh sĩ được thông báo rằng họ sẽ được cử đi chiến đấu vào tháng 12. Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một bản cập nhật hồi đầu tháng này, bản cập nhật cho biết việc triển khai gấp rút của họ có thể là dấu hiệu cho thấy Nga tiếp tục vật lộn với một lực lượng quá căng dọc mặt trận. Hiện chưa rõ chính xác thời điểm đơn vị này được triển khai. Vâng thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Và mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả còn bây giờ thì htd news jai kỳ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo